sinh trong tỉnh Đồng Nai chiều qua kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này được kỳ vọng sẽ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước đó, tại phiên họp hôm qua, các đại biểu đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng được các đại biểu và cử tri quan tâm. Chất vấn lãnh đạo ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đại biểu cho biết dự kiến cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đi vào hoạt động năm 2026. Khi đi vào hoạt động, cảng hàng không quốc tế Long Thành cần một lượng lớn lao động, khoảng gần 14.000 nhân lực, bao gồm lao động có trình độ từ phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đại học và trên đại học. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh cho biết các nội dung, chương trình, giải pháp của tỉnh đã, đang và sẽ triển khai thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu việc làm của người dân, nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án sân bay Long Thành là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, ngoài trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa phối hợp, liên kết được với các đơn vị đủ điều kiện đào tạo nhân lực cho sân bay Long Thành. Xây dựng cái kế hoạch để làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các cái công ty sử dụng lao động để kết nối giữa các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh với lại các hãng hàng không cũng như các trường mà đã đủ chương trình có đặt khả năng đào tạo các chuyên ngành hàng không để liên kết, phối hợp có thể mở lớp tại Đồng Nai để tạo điều kiện cho con em Đồng Nai có thể học được tại các cái trường của mình nhưng với các cái chương trình đặt hàng và các cái chương trình liên kết của các trường đã đủ tiêu chuẩn dạy đối với các cái hãng hàng không này thì sẽ liên kết với các trường của tỉnh Đồng Nai để có thể thực hiện cái đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến lĩnh vực y tế, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đề nghị lãnh đạo ngành y tế của tỉnh cho biết giải pháp để khắc phục những khó khăn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay. Năm nay, đến năm 2025, chúng ta sẽ có trên 100 trạm y tế được sửa chữa và xây mới, cũng như là đầu tư trang thiết bị bảo đảm cho công tác khám chữa bệnh tại chỗ. Đây là một tín hiệu cũng rất đáng mừng. Tuy nhiên, thì qua 3 năm dịch bệnh, cái tình trạng thiếu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các dịch vụ chuyên sâu, thì chúng ta đang thiếu máy móc rất nhiều. Một phần thì các máy móc đầu tư trước đây đã bị hư hỏng do thời gian sử dụng lâu, một phần trong cái thời gian dịch bệnh chúng ta không có đầu tư. Thì chính vì vậy, ngành y tế cũng tiếp tục xin cái chủ trương sẽ đầu tư trong giai đoạn 2023-2025 một số trang thiết bị cao cấp, chuyên sâu để làm sao phục vụ sức khỏe người dân được tốt hơn. Đồng Nai có diện tích cây ăn trái lớn khoảng 74.000 hecta với nhiều loại trái cây nổi tiếng, nhưng mỗi khi vào vụ thu hoạch, người nông dân hay rơi vào tình trạng được mùa mất giá, bán không có người mua. Nguyên nhân là do chưa kết nối được cung cầu, chưa được sản xuất tập trung theo quy trình sạch để đáp ứng các thị trường hướng đến xuất khẩu. Đại biểu đề nghị cho biết giải pháp trong thời gian tới, trách nhiệm của ngành địa phương liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho nông sản. Đối với cây trồng chúng ta chỉ được khoảng chừng 20% trong cái sản xuất tập trung và nằm trong cái chuỗi thôi, còn 80% là nhỏ lẻ. Mà nhỏ lẻ thì sao? Các cái nhà vườn nhỏ lẻ thì khó để áp dụng được cái khoa học kỹ thuật, khó kiểm soát được cái quy trình chất lượng, cũng như là khó không có chuyên nghiệp trong cái việc tiếp cận thị trường. Như thế thì dựa vào thương lái, dựa vào kinh nghiệm, như thế thì dội hàng và dễ được mùa mất giá, rồi tập trung vào cái khu vực này. Rồi chúng ta cũng thấy được cái việc này. Rồi trong thời gian tới thì vai trò của hợp tác xã, vai trò các tổ hợp tác, vai trò của các chuỗi, chúng ta phải tập trung để xây dựng. Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh cũng cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ ở tất cả các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, quy mô để đáp ứng nhu cầu kết nối vào các nhà máy chế biến, thị trường xuất khẩu, v.v.